cận Tết, cẩn trọng bẫy vé máy bay, combo du lịch giá rẻ. Kỳ nghỉ Tết năm 2024 được nhận định là thời điểm tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay về quê, đi du lịch của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây không phải là chiêu lừa mới nhưng thủ đoạn tinh vi của các đối tượng khiến nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy. Các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu thức là lập fanpage giả mạo, đăng bài quảng cáo để thu hút sự chú ý của người dùng. Khi có khách hàng tìm kiếm, đối tượng hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ để tạo lòng tin. Các đối tượng đồng phạm còn giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự giao dịch thành công. Ngay sau khi người bị hại chuyển tiền, đối tượng lập tức chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ. Bên cạnh hình thức giả mạo các tài khoản xã hội, nhiều đối tượng còn tự nhận là nhân viên của hãng nên có chất khấu cao. Giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Cục An toàn thông tin khuyến cáo khi có nhu cầu mua vé máy bay, người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng, không gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, người dân cần tìm hiểu kỹ và xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực. Đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng xuất lại thông tin hành trình bay, hành khách bay đặc biệt không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý không rõ về chất lượng, độ uy tín. Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo và khuyến cáo đến người dân về các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực du lịch, cụ thể là tình trạng lừa đảo bán combo du lịch giá rẻ. Theo đó, lợi dụng nhu cầu mua về máy bay về quê, đi du lịch, vào dịp Tết sắp tới, các đối tượng sử dụng thủ đoạn bán combo du lịch giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người mua sẽ mất đi số tiền từ vài triệu đồng cho đến cả trăm triệu. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc các app du lịch, ứng dụng du lịch. Cảnh giác trước quảng cáo bán gói du lịch với mức giá quá rẻ, rẻ hơn 30 đến 50% so với giá chung của thị trường. Cảnh giác khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ.